Ngày 16 tháng 5, Tòa án nhân dân huyện Định Quán mở phiên tòa sơ thẩm xét xử phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi và lái xe trong vụ tai nạn làm thiệt mạng 5 người, 4 người bị thương xảy ra tháng 9 năm 2023. Bị cáo Lê Dương, 33 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bị cáo Hoàng Văn Tính, 38 tuổi, tài xế bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, tính là tài xế công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, tính lái xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt đến km 48 quốc lộ 20 thuộc tỉnh Đồng Nai, do không giữ khoảng cách an toàn nên xe khách do tính lái tông vào đuôi xe tải chạy phía trước và tông vào xe khách 16 chỗ ngồi do anh NVC, ngụ tỉnh Bình Thuận điều khiển đang chở 8 hành khách trên xe. Cú tông mạnh làm 9 người bị thương vong. Cơ quan chức năng xác định tính bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ tháng 8 năm 2023. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, Lê Dương, phó giám đốc công ty Thành Bưởi đã không kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn đối với tính theo quy định, nhưng vẫn điều động tài xế này lái xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, sau đó tính gây tai nạn giao thông.